Đúng rồi. Vậy ha. Rồi con chúc con ngon ngoan đất ha. Đi luôn chị ơi. Đi qua gặp là cười. Dạ. Nè cá này cái gì? Dạ. À giờ ba rẹ bây giờ mình lại chạy cái móc cái cục móc điểm nữa nè quý vị. Đây. Thì giờ này là khoảng 12 giờ mấy rồi quý vị. Khoảng 12 giờ rưỡi vậy. Thì trời vẫn còn mưa lất phất luôn, nãy giờ mình đi trốn mưa. Trời vẫn còn mưa lất phất luôn nhưng mà bây giờ là bây giờ mình chuẩn bị mình đi về, thành ra mình cứ mình lại đây mình ghi hình luôn đi. Chứ giờ không chờ được rồi. Hồi nãy mình đi rồi mình ghi hình rồi mình thấy trời ơi là bắt đầu mưa tới luôn, rồi mắc mưa tới bây giờ luôn. Bây giờ chạy tới trường đại học Tây Đô mà không ghi hình được luôn quý vị. Đó, bây giờ cầu chợ nổi cái răng nè. Đó, cái điểm này mình đi rồi. Nhưng mà mình muốn đánh dấu lại là có nghĩa là mình có đi qua cái điểm này rồi. Đó, giấc này trời hết vừa hết mưa là bắt đầu mây. Mây văng văng đẹp rồi đó. Đó. Và cái hướng Bến Ninh Kiều mình ghi hình đó là cái hướng này đây. Đó, hướng này đông rồi đó. Rồi mình đi qua luôn. Và đây là chợ Cái Răng đây. Đây chợ Cái Răng này quý vị. Wow, ở giấc này nó chói nắng mình không thấy rõ luôn chứ. Rồi mình đảo vòng nữa là mình đi được rồi đó. À, là mình lấy đánh dấu cái cột mốc điểm là mình đi. Mình sẽ đi qua cầu. Đây chờ nữa cái răng đây. Rồi thế là mình trở lại cái khu chợ, cái khu nhà lồng cái gì đây, khu nhà lồng ba nè. Chợ Cái Răng đây. Nắng quá mình lấy ghi hình xong nó không thấy ta. Đã ghi hình lại cái gì ơi. Tại nó chóa quá, chóa rồi mình không thấy được cái ánh nắng nó chóa quá không thấy. Rồi. Rồi thế là chạy nổi đó. Ở đây là cái cầu. Giờ là cũng đi về con đường cũ bây giờ. Đây chợ Cái Răng nè quý vị. Đó là mình đi khơi vợ trở lại cái cầu chợ nổi Cái Răng quý vị ơi. Bây giờ mình đi trở về. Chào cô, uống đi nha.
Rồi bây giờ mình trở lại cái khu này. Chị cho em hỏi khu nào bán cam quýt đó chị? Cam quýt hả? Ờ, trái cây á. Cam quýt đâu bán gì Lâm Vũ Bùi Điện hả? Vậy em chạy đường này á. Dạ. Quẹo chạy xuống lại hả? Qua với ngõ là quẹo trả lại phải không chị? Đây nè. Rồi, dạ em cảm ơn chị. Quẹo qua lại cái đồng xuống trở lại chỗ Bưu Điện đó. Dạ em biết rồi. Em cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình đi tiếp tục. Rồi. Tại vì mình đi cái này chủ yếu là mình lấy cái cột mốc thôi. Chứ bình thường thì nó không có ấy. Bình thường thì cái trục đường mình đi hoài thì nó cũng không có cái gì để làm cái điểm tựa hết em. À, bây giờ mình đi đây là cái chỗ cái đường chỗ cái ngang cái chỗ tham quan nè, cái garden nè. Đó, bây giờ mình quanh qua đây nè, mình quanh qua đây quýt đường cam quýt 15 nè. Quý vị là các bạn thấy các bạn hôm trước mình có ghi hình rồi nè quý vị. Đó, bản tàu tham quan chợ nổi. Bản giá tàu tham quan chợ nổi. Đó. Thì bây giờ mình lia lại cho quý vị xem chứ bây giờ ở chỗ này tao bám mình không có đứng lâu được quý vị. Mình chỉ xem sơ qua rồi thôi chứ mình không đứng lâu được, mình đứng lâu chỗ tao buôn bán. Đó, thì mình cố gắng mình lia chậm chậm tí xíu nha. Rồi đó là bảng giá, còn ở đây là cái chỗ mấy chị ở đây buôn bán nè. Cái mình mua mình kiếm quýt đường mua không có mà này có sa tham xanh không à. À, bây giờ mình đi vào bản mình kiếm mà có quýt đường không, chủ yếu là mình mua quýt đường. Đi kiếm vòng vòng chỗ này chỗ bưu điện nữa nha. Ở đây thì mình không thấy rồi đó. Nhắn này nhắn gì chị? Giá bò. Giá bò hả? Ngon không chị? Giá bò có tiền hộ không chị? Giá bò 500. Sao? Tôi có tiền rồi thôi. Chị lấy bọc cho em bỏ nè. Mấy ký vậy? Chắc cũng... 500, như... à, em không có, em cũng mới đổi nè. Chị đi qua bên kia. Chuyện này em đưa nó chứ chắc chị này không có tiền thối nữa. Tiền thối là sao giờ? Cái này nhiều người mình trả cho em bán hả? Của nhà hay gì? Dạ. Bán đây thì không vô chợ thì không có bị góp phải không? Bán đây có bị ấy không? Có, bị la hả? Là ở đây là khu
mà đâu có anh góp mình. Nằm vô quầy mình mới góp không? Anh lấy mấy ký ạ? Lấy bọc bao nhiêu ký rồi? 2 ký. Sao bán 10 ngàn rồi bán 12 ngàn cho tính tiền? Vậy hả? Mình có công chuyện tao bán 5 ngàn ký vậy trời ơi. Chứ không thôi tao bán 15 ngàn không à. Có công chuyện tao bán 10 ngàn, 5 ngàn ký thôi. Người ta sổ một xíu là hết trơn à. Chị bán thì em quảng cáo cho chị bán cho mau hết nè. Chắc mồm quảng cáo không ăn lại nó hỏi không. Vậy thì chưa, nó không hỏi đâu. Ủa anh đi bán cái gì vậy? Em đi làm cái clip buôn bán chợ nè. Sao em thấy nào cũng ngon chưa hả? À, thì bởi vì mấy cái ca nó sổ, mấy cái ca nó bán nổi hết cái tour nó hết rồi, mấy cái ca này đó. Ở nó ngon. Là nhiêu ký? Là 4 ký rồi đó, 4 ký rồi, tầm 50 ngàn luôn đi. Hay là 5 ký, 5 ký là 60 ngàn. Trời thôi, 4 ký được rồi. 5 ký đi, kiếm em ký thôi đi là 60 ngàn. Hết tiền, không đủ tiền. Anh cần 50 rồi. 4 ký à? Vậy là em chưa đủ 50 ngàn không đi? 50 ngàn còn có 48 ngàn rồi sao? Đâu cũng... Được. Mấy cái nhỏ nhỏ này vẫn tiêu không nè. Tại vẫn nó thất chứ. Mà còn cái này... Rồi cân nhiều như rẻ đi như này. Nó này hơn 2 ngàn, mà tính có 2 ngàn. Cái nhà lá vườn hả? Chị ở đâu? Phúc Điền hả? Không có, em ở mà bên cá chanh bên. Rồi, cá chanh hả? Cần bên cá chanh. Ở chị cái đình thần ở cá chanh nó nằm chỗ nào ạ? À? Em đâu chưa có qua tới bển, không có gần. Em không có gần. Em biết cái đình Đức Giận mà ông nói ở cá chanh mà em không biết nó nằm ở đâu. Rồi thôi 50 triệu rồi. Sẵn chị có tay chị bỏ nó giùm em nha. Bán là phải cho trộn gói gì mới được chứ. Nè. Bây giờ của em nó gì nè, bây giờ chị làm sao chị bỏ nó nhét cho tay nè. Cái bọc nào nó lùm xùm á chị bỏ cái bọc gọn ra đây trước đi, còn bọc lùm xùm nữa mà. Giờ không biết làm sao mà ấy được như này đấy chứ. Nó có cái gì trong đó vậy? Rồi nhét thôi, mở cái này luôn à, chích bà vậy. Đừng có nói cái gì cháu. Cái đồ quốc cấm. Thì buộc cái miệng lên cái đi. Bỏ một cái dưới đất đi. Không có bán đây được hả? Không được, không được. Tao đi đường xa mà. Đó, anh buộc cho chị buộc cái miệng cho đừng rớt mà được. Nó rớt cái là tư hư bộ hư đường hết trơn. Thôi anh chị ơi, chị chờ em tí tí nha chị. Nó kẹt anh này. Chị chờ một xíu đi. Khổ chưa. Cái này mới cắt ra nè. Nó xé luôn cái bọc người ta rồi nè. Thấy không? Đồ quốc cấm đó. Cấm đó. Chắc không trời. Không, cái đó chị bỏ, tôi bỏ ngoài được. Bột luôn, bột luôn. Bột luôn mà bỏ ngoài, chị buộc này lại em đi. Rồi, buộc nó lại. Rồi, chị buộc nó phát đi. Đó, vậy đó. Để mà ăn thấy ba mua nhãn bắt chết. Rồi, chị bỏ đây. Em ngồi đây em chạy luôn. Rồi lên đi, lên đi. Cái này không buông ra được hả? Cầm quầy với hả? Cầm được. Cái này nè. Buông nó tắt. Tắt hả? Ừ. Ủa, cái này là cái gì? Cái nè. Thấy không? Cái này giống giống như máy cà ghê. Mai cho chị lên đài truyền hình luôn. Rồi bây giờ mình chung với cậu cái găng, bây giờ mình quẹo qua đây mình mua nhãn về cho thằng cu.
Để mua nhãn ăn quý vị ạ. Rồi bây giờ mình quay trở lại nữa nè. Mình nhớ là mình phải mua thêm một bọc nữa mới được. Chị lấy cái ngon cho em bọc thôi nè. Hồi nãy tôi kêu lấy luôn, kêu đâu. Lửa cái nào ngon ngon á. Không ngon rồi đâu. Không ngon không mua. Đây mua không cho. Mà nó chả trơn quá thấy nó kỳ lắm. Ba chục giờ còn có 29.000 sao giờ? Trời, trời. Chơi bán gì cái vụ mà câu mối mà bắt cho thiếu ngàn nữa móc cho lại mua hả? Thôi ông nội ơi chắc ba cho thiếu nợ tôi kia sợ thiếu nợ dữ lắm. Thôi. Này nhãn già hả chị? Bán nhà. Quay hoài nhưng mà thâu máy vậy. Trời ơi, em không đòi tiền ngược chị còn nói nữa. Làm sao? Lên YouTube coi. Ủa quay cái đó dính luôn rồi đó hả? Dính rồi đó. Chết. Làm gì chết? Mình đánh bài ăn trộm cướp ta mới chết chứ, người ta buôn bán mà chân chính rồi chết gì. Chị lựa sao đẹp đẹp á. Chùm nó đăng em cho em tặng đó. Này mình mua mão hết của chị luôn quá vậy. Không, cũng chở vậy chứ. Nói vậy đi, ta lên đài ta phải nói vậy chứ. Muốn cho chị mua mão bán đắt mà. Ừ, cho anh quảng cáo giùm em đi. Ừ. Ta không đòi tiền quảng cáo cho chị còn nói ngược lên nữa à. Nãy giờ anh nói là vô chơi đúng không? Ừ. Là em đòi tiền quảng cáo chị đó. Cái ghê gớm hả? Cũng tại chị mà em xé cái bạc của em ra luôn rồi nè. Chị không có sao không? Sao gì xé ra thôi, sao giờ ai thường giờ. Chồng vô không chồng luôn, xét qua xét lại. Chồng được. Chồng được. Chút qua chút lợi nữa. Để tính lấy 2 kg rồi tặng con này 2.5 kg. Chứ giảng thằng con mới hái anh cho người ta là nó chín là chạy cơm luôn á. Vậy cơm mà hộp nhỏ hả chị? Hộp nhỏ, còn mấy cái nhỏ này là nhắn tiêu là ta nhắn nó thấm quá chị á. Là cái hộp nó có chút xíu luôn mấy cái nhỏ đó. Nhắn tiêu cho bò hả? Ừ, tiêu cho bò, thường thường tiêu cho bò đó.
là nó đó. Chín nó chín nó trơn rồi, bên các bạn thấy mình vừa chín tới nha, là cơm nó mỏng nha, chứ mà còn mà nó cứ chín kiểu vậy rồi nó. Bọt luôn đây? Y gan chỗ này luôn rồi chứ chỗ nào em hết chỗ đựng rồi. Chị bớt gâu hồi ha là nó em cân thục em bỏ trái vô nữa đó. Qua đây chị, qua đây chị, qua đây này ấy chị cuộn em. Ừ, tại cái tay em cầm máy. Ừ, thôi chạy chạy rồi trả lên muôn bọc nữa nè. Chị làm sao đó nha, giờ tới thốt nốt đó nha. Thốt nốt là thứ còn mà ở đây đây mua ấy đó nha. Nè, một tên em đi. Một phát hút luôn đi. Mua trái cây mình giống như ăn cơm như trời ơi. Chết không? Rồi chắc không? Rồi em đi, cảm ơn chị nha. Rồi em đi nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi chị mua mai bán đắt nha. Em mở hàng rồi tí xíu gì hết trơn, hai vỏ đó. Rồi sao? Rồi sao là sao? Cái chạm này quá em ém á. Chạm ở đâu? Để em nè. Ship đâu đó. Chắc ta tính tiền thêm quá à. Ship đâu đó lợi quá. Tính tiền thêm quá à. Chứ giờ em cầm gì rồi còn rồi mình gỡ tại sao uống nè, khỏi cái quán ăn uống gì chơi, quán ăn gì khỏi ăn uống. Ừ, muốn chở ai gì có nốt vậy? Có chở đi xe ôm đó, bán xe sáng chạy xe ôm. Rồi là chị chờ chị bán chụp cơm á, bán nhãn chứ rồi. Rồi hẹn gặp lại chị nha. Rồi thế là mình ấy cái phi vụ mua nhãn xong rồi luôn vậy.